Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đám cò ăn đêm thành thói trong hệ thống công quyền. Ngày 1 tháng 8 trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài: Bố nào cũng nói phạm tội lần đầu chỉ có chó mới tình. Tác giả dẫn câu ca dao: Cái cò mày đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Và cho rằng câu này có hàm ý cái cò ấy phải ăn đêm nhiều lần lắm mới rơi vào cạm bẫy. Hình ảnh status trên Facebook của thầy giáo Chu Mộng Long. Tác giả phân tích, cành mềm là một thứ bảy mà dân quê thường dùng để bắt cò. Ông bắt cò đồng thời cũng là tòa xử cò, còn cái cò là bị cáo. Cũng không ngẫu nhiên mà cái cò kêu than, ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Cái lòng nào ấy là thứ mà cò vừa đớp và táp vào bụng. Ông tòa muốn cò khắc phục hậu quả thì cò hiến cả bộ lòng. Còn những thứ mà cò đã từng đớp và táp trước đó, còn cất giấu trong nhà hay đã biến thành nhà đất, ông hãy bỏ qua, đừng truy cứu. Cái nghĩa sáo nước trong là hãy xử cho cò mắc tội lần đầu, còn trước đó thì coi như cò lương thiện trong veo. Nếu truy cứu, tịch biên hết gia sản, thì coi như sáo nước đục vào cả đời cò và nhục lây đến con cháu. Cái nghĩa hy sinh đời bố cũng cố đời con là vậy. Tác giả bật cười khi một số bị can trong vụ chuyến bay giải cứu đã xin tòa giảm án, lại còn xin trả lại một phần gia sản đã kê biên. Sự thật tác giả nhấn mạnh, vụ án không có án tử hình nào, tức là không ai bị sáu măng. Dù luật hình sự quy định chỉ nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng, thì đã ở mức chung thân hoặc tử hình có nghĩa là cái cò chỉ vào lòng nghỉ mát rồi ra khỏi lòng hưởng thụ hàng trăm tỷ phần gia sản mà anh ta ăn đêm vô số lần, kết cục bố chẳng cần hy sinh gì, ăn ba đời con cháu nhà cò vẫn chưa hết của. Tác giả khẳng định các bố chỉ có thể ăn đêm nhiều lần thành thói quen tự động thì mới dám đớp và táp luôn. Trong lúc đất nước dịch bệnh nhân dân khốn khổ, nói phạm tội lần đầu chỉ có chó mới tình Hình ảnh báo chí thống kê những trường hợp thoát án tử do nộp tiền khắc phục hậu quả. Tác giả biết tòa bên ngoài là lý, bên trong là tình, tình giai cấp, tình đồng chí. Ngôn ngữ cửa miệng là tính nhân văn, khó kề biên và tịch thu hết tài sản của bị can. Nếu chỉ thuần lý, tức là mặt sắc đen xì như bao công mà xử, thì không khó tác giả nêu bốn luận điểm để bảo vệ quan điểm của mình. Thứ nhất, bố nào nói phạm tội lần đầu, thì hãy trả lời số tiền vàng mà các bố sở hữu lớn hơn so với số tiền vừa nhận hối lộ và đã khắc phục hậu quả có nguồn gốc từ đâu. Thứ hai, nếu các bố cho đó là số tiền thu nhập chính đáng từ lương thì đối chiếu với bản kê khai tài sản hàng năm để vấn tội. Thứ ba, nếu các bố cho đó là tiền buôn chọi đó, chạy xe ôm, nuôi heo thối móng tay thì trong toàn bộ thời gian đương chức các bố chỉ có thể đã bỏ giờ hành chính để làm việc riêng. Bỏ giờ hành chính cũng đã là tham nhũng giờ giấc. Bất luận là làm nghề gì với thu nhập cao như vậy, ác là còn bị truy thuế thu nhập và mắc thêm tội trốn thuế. Thứ tư, nếu các bố cho biết đó là tiền vàng thừa kế của cha mẹ ông bà, thì truy luôn tội khai mang lý lịch, bởi lý lịch của các bố không phải địa chủ hay tư sản, mà phải là ba đời ở đợ hay bần cố nông thì mới được kết nạp đảng mới được vào ngành công an hay ngồi các ghế trọng yếu tác giả cho biết ông chỉ là viên chức quen mà hàng năm đều phải kê khai tài sản đến mệt mỏi lẽ nào bản kê khai mất thời gian và loạn não ấy không phát huy tác dụng kê khai tài sản chỉ là hành các viên chức trong sạch thôi sao trong khi những vụ án này là cơ hội để biến bản kê khai tài sản hàng năm thành căn cứ buộc tội đám cò ăn đêm trong hệ thống công quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo d với bản tin Đám cò ăn đêm thành thói trong hệ thống công quyền. Đạo diễn sau sân khấu trong vụ chuyến bay giải cứu đã treo cổ công lý. Ngày 29 tháng 7, blog Gió Bất trên AFA có bài bản án vụ chuyến bay giải cứu Phạm Trung Kiên thoát chết nhưng công lý bị treo cổ tác giả cho rằng những bản án vụ chuyến bay giải cứu đầy rẫy bất minh, né tránh vấn đề cốt lõi là quyền lợi của những khách hàng bị hút máu. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả dẫn quan điểm của bác sĩ Võ Xuân Sơn bày tỏ sự bất bình cao độ với bản án. Vụ án này cho thấy một vấn đề khác, đó là chẳng mấy kẻ sợ cái lò đang cháy rừng rực, chúng chẳng sợ bị bắt, chẳng sợ bị lộ, chẳng sợ cái lò đốt cả củi tươi của bác tổng tác giả bình luận tâm trạng của bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng như là ưu tư chung của nhiều người. Vấn đề không chỉ là án nặng, án nhẹ, mà điều đáng thất vọng là qua phiên tòa này, một lần nữa cho thấy trong thể chế Việt Nam, công lý không được thực thi, các cơ quan pháp luật không răng dạy người ta ăn ngay làm phải, mà ngược lại, án tử hình là hình phạt nghiêm khắc, có phần mang rợ, mà nhiều nước khác đã bãi bỏ, không ai muốn ông kiên phải bị tử hình nhưng hành vi nhận hộ của phạm trung kiên là quá sức tàn nhẫn chỉ là thư ký mà kiên đã cưỡng ép các doanh nghiệp phải chi số tiền khổng lồ tác giả dẫn bình luận của nhà báo mai bá kiếm rất dí dỏm nhẹ nhàng mà sắc sảo nếu kiên không kháng cáo án sơ thẩm coi như manh mối trùm cuối không còn thứ trưởng đỗ xuân tuyên không phải là người thường mà thành người cõi trên vì có thư ký Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng mà ông vẫn giữ mình trong sạch vững mạnh, nên đạo đức sáng ngời, công đức vô lượng. Ở chiều ngược lại, tác giả nhận xét án chung thân của Hoàng Văn Hưng càng làm dư luận bức xúc, bất mãn. Không ai tin Hưng bị oan, không ai than phiền bản án nặng nhẹ. Thái độ bản lĩnh điềm tĩnh tự tin sắc sảo của Hưng trước phiên tòa càng thuyết phục công luận. Hưng là tay lão làng trong lĩnh vực điều tra và không thể nào vô tội. Nhưng điều dư luận bất bình chính là cung cấp buộc tội của cơ quan tố tụng. Chỉ dựa theo niềm tin nội tâm và suy đoán có tội mà thiếu chứng cứ vững chắc. Hình ảnh bị cáo Phạm Trung Kiên, người được xem là Lê Lai Cứu Chúa. Tác giả dẫn ý kiến thẳng thắn của Nick Kỳ Mai. Không phục nhất là cái án chung thân dành cho ông Hưng gần như chỉ là sự trả đũa của tòa án cho một bị cáo không chịu nhận tội. Bị cáo có quyền bảo vệ mình và không nhận tội, trong khi trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội là của bên công tố. Việc kết án nặng họ với lý do ngoan cố không ăn năn hối cải mang tính chủ quan nặng nề và có xu hướng đẩy nhiều người vô tội phải nhận tội để tránh bị xử nặng hơn và nhiều án oan cũng từ đó mà ra cản cận công lý đã bị đặt nặng quá ở một bên từ trước tác giả cũng dẫn lời luật sư trần đình dũng với lập luận nên tố tụng hình sự như bị đóng đinh thêm tiền lệ suy đoán có tội luật sư trần đình dũng nhấn mạnh đến nguyên tắc pháp lý quan trọng đó là pháp luật luôn nhắc nhở bằng các quy định để người tiến hành tố tụng đặc biệt là các thẩm phán không được suy đoán có tội mà phải suy đoán vô tội luật sư dũng cho rằng Án trùng thần của Hoàng Văn Hưng đã khiến những người làm công tác liên quan đến tố tụng hình sự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào bộ mặt tố tụng hình sự của nước nhà. Tác giả nhận định điều đáng nói nhất là Hội đồng xét xử và cả ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dân sự hóa, hợp pháp hóa cho sai phạm pháp lý khổng lồ là việc lợi dụng dịch bệnh và danh nghĩa chuyến bay giải cứu để cưỡng đoạt tài sản người Việt ở nước ngoài bằng giá dịch vụ cao cắt cổ tác giả nhấn mạnh hành vi nâng giá dịch vụ ai cũng biết nhưng công an không khởi tố điều tra thì lấy đâu mà ra tài liệu hồ sơ có thể nói tóm lại là sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi bởi trước tội ác tày trời tòa không khởi tố mà nói văn vẽ dành cho dân quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi là cách phủi trách nhiệm a à tòng với tội ác bởi đại án này là do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo nên tất cả các động thái phủi tay của công an viện kiểm sát tòa án đều nằm trong tầm kiểm soát của ban tác giả kết luận còn nhiều và nhiều vấn đề trong phiên tòa này nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho thấy bản án đã treo cổ công lý nhưng hội đồng xét xử của bàn kịch này cũng chỉ là một nhóm diễn viên được phân vai kẻ thủ ác treo cổ công lý chính là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, đạo diễn đứng sau sân khấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Đạo diễn sau sân khấu trong vụ chuyến bay giải cứu đã treo cổ công lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đi